học, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Chợ Giấy, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Chợ Giấy. Điều 2, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Chợ Giấy, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Lâm Việt Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Bộ trưởng đã ký Nguyễn Thanh Long. Đề nghị hội nghị cho một tràng pháo tay chúc mừng. Hoạt động nỗ lực của đồng chí Lâm Việt Trung trong các công tác, đặc biệt là về chuyên môn, đã góp phần phát triển nhiều kỹ thuật mới cho Bệnh viện Chợ Giấy và đồng thời tổ chức thực hiện cái việc chăm sóc sức khỏe đối với cả các bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện. Và ngày hôm nay thì rất là vui mừng là chúng ta có cái buổi để làm lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lâm Việt Trung. Và đối với cả cái việc bổ nhiệm này thì để đáp ứng xứng đáng với cả sự tín nhiệm của lãnh đạo bệnh viện, của các tập thể cán bộ viên chức bệnh viện, thì chúng tôi cũng đề nghị đồng chí Lâm Việt Trung sau khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ trách chuyên môn với vai trò là một đồng chí giúp việc cho đồng chí Nguyễn Chí Thức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, cũng sẽ tiếp tục được phân công các cái mảng theo dõi, chỉ đạo hoạt động về mặt chuyên môn của Bệnh viện Chợ Giấy, và đặc biệt đối với cả các cái khối ngoại của Bệnh viện Chợ Giấy. Từ trước đến giờ chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái thành tích, những cái đề tài đã được nhà nước, Bộ Y tế công nhận, và vai trò phụ trách chuyên môn của đồng chí cũng sẽ được phát huy trên cái tinh thần là chúng ta cùng nhau phát triển những cái kỹ thuật mới, đem lại cái sự đáp ứng đối với cả nhu cầu chăm sóc, đối với cả sức khỏe của nhân dân. Bên cạnh đó thì là ngoài cái nhiệm vụ là phụ trách chuyên môn thì đồng chí cũng sẽ tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến của bệnh viện. Và với vai trò là một đảng ủy viên, sau khi được bổ nhiệm thì đồng chí Lâm Việt Trung cũng sẽ phải thể hiện tinh thần của một đồng chí đảng viên, đó là chúng ta biết suy nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, thực hiện các cái chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên và của Đảng ủy Bệnh viện Chợ Giấy trong tất cả mọi hoạt động của mình, và cùng với các đồng chí trong Đảng ủy Bệnh viện Chợ Giấy tạo thành một khối đoàn kết thống nhất. Và tôi cũng nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới, với vai trò mới, và tôi cũng xin hứa cùng với tập thể lãnh đạo Bệnh viện Bộ Y tế cũng như bệnh viện và đảng ủy sẽ cố gắng học tập, trau dồi về chuyên môn cũng như năng lực quản lý lãnh đạo, cùng với đảng ủy ban đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bệnh viện Chợ Giấy trong vai trò của bệnh viện. Như Thứ trưởng đã nói là đặc biệt chúng ta phải sao để giữ được và phát huy được cái vai trò của hàng đặc biệt của tuyến cuối của mình, của phía Nam, và thúc đẩy hơn nữa những cái niềm tin, những uy tín cũng như là cái thế mạnh của Bệnh viện Chợ Giấy chúng ta trong phạm vi cả nước và cũng như trên trường quốc tế. Thì cuối cùng thì tôi xin gửi lời
tất cả quý lãnh đạo, quý thầy cô, quý anh chị và gia đình lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và trân trọng kính chào. Đầu tiên cho cá nhân tôi được gửi lời cảm ơn đến Thứ trưởng Trường Sơn, đến Bộ Tổ chức Cán bộ Bộ Y tế, và thông qua đó xin gửi lời cảm ơn đến Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tạo mọi điều kiện để cho Bệnh viện Chợ Rẫy chúng ta có được một buổi lễ long trọng ngày hôm nay, và được có một phóng đốc mới phụ trách chuyên môn, phụ trách khối ngoại, là một cái khối đang trống vị trí lãnh đạo, và một cái khối ngoại là khối rất quan trọng đối với sự phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông qua đây cũng xin cảm ơn sự tín nhiệm của tất cả các anh chị trưởng khoa phòng đơn vị đã ủng hộ cho anh bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện để lựa chọn ra một đồng chí xứng đáng vào vị trí phóng đốc phụ trách chuyên môn. Bên cạnh đó thì cho tôi phép tôi được gửi lời cảm ơn đến các thế hệ đi trước, các thế hệ thầy cô như là thầy Khôi, thầy Trường, thầy Tiến và các thế hệ lãnh đạo trước đây đã dày công vun đắp quy hoạch đào tạo và để có được một tiến sĩ Lâm Việt Trung đầy đủ năng lực phẩm chất để đảm nhiệm được vị trí mới quan trọng cho sự phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy. Và thông qua buổi lễ này cũng mong anh Trung sắp tới đây sẽ giữ vững cái tinh thần đoàn kết của Chợ Rẫy có từ thời ngày Việt Anh Sơn và tới bây giờ, là đó là một cái tinh thần quý, theo tôi là quý giá nhất, giữ vững tinh thần đoàn kết để cùng bệnh viện tiến lên, và mong anh Trung sẽ có những cái quyết sách mang tầm chiến lược phát triển cho cái khối ngoại của Bệnh viện Chợ Rẫy xứng tầm với khu vực và thế giới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh.